Cho các bạn, trên tay mình là hai chiếc Rep 5 Plus và một chiếc là sản phẩm sách tay, còn một chiếc là một chiếc máy chính hãng vừa mới được bán ra thị trường Việt Nam. Và trước thì mình đã có video mở hộp và đánh giá nhanh về chiếc Rep 5 Plus chính hãng này rồi. Thì cái mức giá của hai sản phẩm hiện nay đang chênh lệch khoảng tầm 500.000 và rất là nhiều bạn phân vân là hiện nay chúng ta nên mua chiếc Rep 5 Plus sách tay hay là chính hãng, thì qua video này mình sẽ tư vấn ngay cho các bạn. Các bạn thấy là trên tay mình chính là hai sản phẩm. Chiếc màu đen này là cái phiên bản chính hãng đến từ Digiworld, và cái phiên bản màu vàng này sẽ là phiên bản nhập khẩu. Thì hiện nay với cái phiên bản Digiworld này thì các bạn mua ấy, thì về cái hình thức nó hai cái sản phẩm gần như hoàn toàn tương đồng nhau. Cái thiết kế và tất cả các phần cứng bên trong giống hệt nhau. Về bề ngoài thì các bạn chỉ có thể phân biệt qua cái một vài cái thông số, cái chữ đằng sau này thôi. Tuy nhiên khi các bạn giấu ốp lưng hoặc là các bạn nếu chúng ta tay che đi rồi thì gần như không thể phân biệt được qua cái thiết kế này. Và khi bạn đi mua hàng thì với cái sản phẩm mà chính hãng thì nó sẽ có cái tem chính hãng của Digiworld, cũng như là các thông số tất cả đều là tiếng Anh. Trong khi đó thì với cái phiên bản nhập khẩu thì nó sẽ là tiếng Trung Quốc, và thì nó chỉ khác nhau cơ bản về cái vỏ hộp cũng hình thức như vậy. Thì bây giờ mình sẽ tư vấn kỹ hơn là với mức giá chênh lệch 500.000 các bạn nên chọn sản phẩm nào. Thứ nhất thì về mọi trải nghiệm, hiệu năng, cấu hình thì hai chiếc máy đều hoàn toàn như nhau. Tức là với phiên bản cơ bản ấy, thì cái chiếc Rep 5 Plus chính hãng này thì nó sẽ có RAM 3GB và bên trong là 32GB. Và cái phiên bản nhập khẩu bên tay phải của mình thì nó cũng như vậy. Nhưng nếu như bạn nào chúng ta cần một cái cấu hình cao nhất hoặc là mạnh nhất thì các bạn có thể lựa chọn cái phiên bản nhập khẩu, bởi nó sẽ có thêm cái bản RAM 4GB với bộ như trong 64GB để các bạn có thể lưu trữ nhiều hơn cũng là chơi game tốt hơn. Đó thì về điểm AnTuTu của cái phiên bản RAM 3GB này, các bạn thấy nó không chênh lệch nhiều, nó đều là 61.000 điểm. Đó thì cái thực ra là hai cái chiếc máy này thì nó có một cái điểm khác nhau cơ bản mà các bạn có thể phân biệt luôn. Tức là nếu như các bạn vừa mở hộp ra thì với cái phiên bản chính hãng thì nó sẽ được cài đặt đầy đủ tiếng Việt và tất cả những dịch vụ Google Safe Play có thể dùng ổn định ở Việt Nam. Trong khi đó thì với cái bản nhập khẩu và sách tay này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có cái dịch vụ Google và mặc định nó sẽ là tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Nếu như các bạn nào mà chúng ta muốn cài đặt để dễ dùng ở Việt Nam thì các bạn phải đợi 2 tuần. Đợi 2 tuần để làm gì? Để máy có thể unlock bootloader và khi đó thì các bạn có thể cài bản ROM tiếng Việt ổn định để có thể sử dụng. Thì đấy là cái khác nhau cơ bản nhất trong cái phần mềm. Tiếp đến thì sẽ là về cái chính sách bảo hành. Thì bạn biết là với những sản phẩm sách tay cũng nhập khẩu hiện nay thì các bạn có thể mua rất là nhiều trên thị trường ở các hệ thống. Thì khi bạn mua sản phẩm này thì sẽ được bảo hành tại cửa hàng. Khi đi mua các bạn nên trang bị thêm cái gói bảo hành mở rộng để có thể được bảo hành yên tâm nhà chính hãng. Hiện tại ở Diện Thông Minh thì những sản phẩm Rep 5 Plus nhập khẩu này đang được bán với giá là 3.490.000. Thì các bạn chỉ cần thêm 250.000 nữa là đã có thể được bảo hành cả nguồn màn hình vân tay trong 15 tháng và nâng cấp lên đổi mới trong vòng 30 ngày. Trong đó thì những chiếc Rep 5 Plus chính hãng Digiworld thì các bạn sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng tại các trung tâm DJK trên toàn quốc. Và với cái việc khác nhau về chính sách bảo hành như này thì các bạn có thể cân nhắc để lựa chọn. Trên đây là những cái khác biệt cơ bản của người dùng. Và từ những cái khác biệt này thì mình sẽ tư vấn cho các bạn là chúng ta nên lựa chọn sản phẩm nào. Thì với những bạn nào chúng ta cần một cái sản phẩm ổn định nhất, tức là đã cài đặt tất cả đầy đủ tiếng Việt, lắp SIM vào là dùng, thì các bạn có thể lựa chọn chiếc Rep 5 Plus chính hãng. Hoặc là những bạn nào mà chúng ta cần một chiếc máy để mua tặng chẳng hạn, tặng bố mẹ, tặng bạn bè hay là tặng người thân, thì các bạn cũng nên lựa chọn cái phiên bản chính hãng này. Thì các bạn tự tay bóc siêu và gần như nó là phiên bản quốc tế hóa ở thị trường Việt Nam, có thể dùng một cách hoàn toàn thoải mái. Trong khi đó thì nếu bạn là sinh viên hay là bạn không có túi tiền quá nhiều thì các bạn nên chọn ngay chiếc Rep 5 Plus sách tay cho mình, bởi vì cái mức giá chênh lệch 500.000 theo mình thấy cũng là một mức giá khá là cao. Trong khi đó hai sản phẩm này các bạn thấy gần như tất cả mọi tính năng về cấu hình, màn hình, camera, các thứ pin đều hoàn toàn không khác gì nhau. Nó chỉ khác nhau cơ bản là cái xuất xứ, nguồn gốc đến từ thị trường thôi. Khi các bạn về thì chúng ta vẫn có thể chơi game, lắp SIM là có thể sử dụng được, và chúng ta đợi 2 tuần. Thì theo mình nghĩ là đợi 2 tuần để cài cái ROM tiếng Việt để có thể sử dụng ổn định thì nó không phải là cái rào cản quá lớn. Thì đó, nếu mà bạn nào chúng ta cần một sản phẩm rẻ nhất, có thể chơi game nặng khủng mà ưu tiên về cái mức giá, thì các bạn nên chọn cái phẩm sách tay. Và video vừa rồi thì mình vừa tư vấn cho các bạn nên chọn Rep 5 Plus chính hãng hay là sách tay. Thì tùy theo lựa chọn các bạn, hiện tại Diện Thông Minh đều có hai sản phẩm này với hai cái phiên bản các bạn có thể lựa chọn. Với chiếc Rep 5 Plus chính hãng thì nó sẽ có ưu điểm đó là tiết kiệm thời gian cài đặt phần mềm, nó là phiên bản quốc tế luôn và nó sẽ ổn định sau này. Còn với sản phẩm Rep 5 Plus sách tay hay nhập khẩu thì các bạn sẽ có một lợi thế lớn nhất, đó là về giá. Thì hiện tại Diệu Thông Minh đang có sẵn hai sản phẩm, với sản phẩm Rep 5 Plus chính hãng thì đang được bán với giá là 3.990.000. Và nếu bạn đặt trước thì chúng ta sẽ có cơ hội là những người đầu tiên được tặng rất nhiều phần quà hấp dẫn. Trong khi đó thì chiếc Rep 5 Plus sách tay này cũng vừa được giảm với mức giá vô cùng hấp dẫn. Và thưa các bạn, thì các bạn nên chọn chiếc máy nào thì các bạn có thể để lại comment cho mình ở phía dưới mô tả video. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.